Với nhiều cách làm hiệu quả khi triển khai đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, gọi tắt là đề án 939, đồng thời thúc đẩy phong trào khởi nghiệp của phụ nữ địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Đức luôn đồng hành, khuyến khích, tạo điều kiện để các chị em phát huy thế mạnh, tinh thần làm chủ và khát vọng vươn lên làm giàu. Thực hiện đề án 939, năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Đức hỗ trợ giúp 32 phụ nữ khởi nghiệp với tổng số tiền 730 triệu đồng, xây dựng hai mô hình hỗ trợ phát triển trồng nấm bào ngư và hỗ trợ phát triển trồng nấm linh chi cho 33 hộ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 881 triệu đồng. Qua mô hình đã tạo việc làm cho 40 lao động nữ phát triển kinh tế. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Đức còn hướng dẫn vận động và thành lập 6 tổ hợp tác với 81 thành viên tham gia.